Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Nữ danh ca Giang Linh được mệnh danh là nữ hoàng sầu muộn bởi tiếng hát, lời ca cùng phong cách biểu diễn trầm buồn của mình. Bà là một trong những ca sĩ nhạc vàng Việt Nam trước những năm 1975. Đến nay, khán giả vẫn mê mẩn với giọng ca có 102 này. Bà là biểu tượng cho dòng nhạc bolero mà thế hệ mai sau luôn dõi theo. Danh ca Giao Linh tên thật là Đỗ Thị Sinh. Bà sinh ngày 8 tháng 9 năm 1949 tại Sài Gòn xưa. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo có đến 10 anh chị em. Giao Linh là người duy nhất thể hiện được tài năng nghệ thuật của mình. Với năng khiếu và niềm đam mê âm nhạc, Giao Linh dành 100% sức lực cho sự nghiệp ca hát. Từ một tên tuổi vô danh, Giao Linh từng bước trở thành tượng đài của làng nhạc trữ tình Việt Nam. Nữ danh ca từ nhỏ đã rất khó nuôi và thường đau ốm bệnh tật. Vì thế ý nguyện của bố cô là hy vọng cô có thể trưởng thành một cách bình an nhất. Bố cô không đồng ý cho cô đi theo âm nhạc bởi đó là con đường gian nan, vất vả và nhiều cám dỗ. Nhưng chị đã quyết, Giao Linh quyết ý tầm sư học đạo để có thể vững bước trên con đường nghệ thuật nhiều trông gai này. Một người bạn đã đặt nghệ danh cho cô là Giao Linh, có nghĩa hai tâm hồn giao nhau. Bà cũng tin rằng nghệ danh này sẽ giúp bà gặp nhiều may mắn. Với năng khiếu thiên bẩm cùng sự nỗ lực của bản thân, Giao Linh cuối cùng cũng có cơ hội được hát cho em Việt Nam. Những tháng lương đầu tiên từ việc đi hát tạo nên động lực rất lớn cho Giao Linh. Theo ông James Phó, chồng của nữ hoàng sầu muộn, Giao Linh cho biết, ngày 28 tháng 6 vừa qua khi đang thu âm một số bản nhạc thì đến bài thứ 5, bà than mệt, tức ngực phải ngồi nghỉ một lát rồi nhờ người thân chăm sóc và trở về nhà nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, cảm thấy cơ thể vẫn mệt nên danh ca Giao Linh được chồng đo huyết áp mới thấy chỉ số xuống quá thấp so với thông thường. Gia đình đã đưa bà vào bệnh viện Gia Định, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Trong bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bà bị nhồi máu cơ tim và do bệnh tình chuyển, biến nặng, nhịp tim giảm. Bà được bác sĩ lắp 3 ống đỡ động mạch. Sau 10 ngày được các bác sĩ chăm sóc và chữa trị, bệnh tình bà đỡ dần. Khi được cho xuất viện, các bác sĩ đã yêu cầu giọng ca 67 tuổi nghỉ dưỡng nhiều tháng trước khi trở lại sinh hoạt bình thường. Chính vì thế, nữ danh ca sẽ phải hoãn kế hoạch đi hát vô thời hạn dù nhận được nhiều lời mời từ các bầu show cho đến khi nào sức khỏe thật tốt. Danh ca Giao Linh tên thật là Đỗ Thị Sinh, sinh năm 1949 tại Sài Gòn. Năm 1982, bà sang nước ngoài định cư cùng gia đình. Tại hải ngoại, bà theo đuổi công việc ca hát, ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc và luôn trung thành với phong cách nhạc trữ tình. Năm 2000, Giao Linh về Việt Nam biểu diễn và định cư. Năm 2014, Giao Linh, Phương Dung kết hợp làm live show. Ca sĩ hiện thường xuyên biểu diễn tại ở phòng trà, hội chợ và đi hát từ thiện. Cũng bởi canh cánh với gánh nặng gia đình, thương ba mẹ và các em nên suốt cả tuổi thanh xuân. Dù có nhiều người theo đuổi và trải qua một vài mối tình nhưng danh ca Giao Linh chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng mà chỉ tâm niệm làm sao lo lắng cho các em được học hành tử tế nên người. Danh ca Giao Linh được biết đến là một trong những cây đại thụ khơi nguồn cho dòng chảy nhạc vàng với giọng hát nức nở đặc trưng có 102. Bén duyên âm nhạc từ năm 17 tuổi, giọng ca được mệnh danh nữ hoàng sầu muộn quyết chí đi hát không chỉ để thỏa mãn niềm đam mê từ tấm bé mà còn để kiếm tiền đỡ đần bố mẹ nuôi 6 đứa em thơ. Cha mẹ tôi sinh ra tất cả 10 người con, mất đi 3 người, còn lại tôi và 6 đứa em ở dưới, nhà nghèo. Lại có đàn em nheo nhóc thơ dại như vậy nên làm sao mình có thể sống thoải mái để hưởng hạnh phúc riêng đây. Tôi luôn nghĩ mình phải lo cho các em nên người trước đã. Thành ra khi có bạn trai mà chỉ cần người ta có chút suy nghĩ gợn gợn gì đó kiểu như sao em lo cho gia đình nhiều quá là không thể tiến tới được với mình. Nữ danh ca tâm sự cũng bởi canh cánh với gánh nặng gia đình, thương ba mẹ và các em. Nên suốt cả tuổi thanh xuân, dù có nhiều người theo đuổi và trải qua một vài mối tình nhưng danh ca Giao Linh chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng mà chỉ tâm niệm làm sao lo lắng cho các em được học hành tử tế nên người. Đến khi các em đều khôn lớn và thành tài, bà có thời gian nghĩ cho bản thân mình, cảm thấy có thể thực sự thoải mái để lập gia đình thì đã ở tuổi không còn trẻ. Chia sẻ với người bạn đời hiện tại, danh ca Giao Linh kể, bà gặp ông từ năm 17 tuổi khi cả hai chơi chung trong một nhà. Nhóm bạn xong phải đến 2 thập kỷ sau, mối quan hệ này mới chính thức chuyển từ bạn sang yêu. Khi gặp lại nhau,
danh ca Giao Linh đã ở tuổi 37, vẫn độc thân, còn ông đã trải qua 3 lần đò với 6 đứa con riêng. Nhưng rồi cuối cùng, bà vẫn quyết định nghe theo tiếng gọi của trái tim mình và tin vào duyên nợ vợ chồng, với suy nghĩ tình yêu của mình có thể không hoàn hảo nhưng dáng giữ sao cho đẹp, chấp nhận mở lòng đón nhận 6 đứa con riêng của anh. Cho tới giờ, sau 32 năm gắn bó, danh ca Giao Linh tin rằng bà đã chọn đúng một nửa của đời mình, gặp được tình yêu đích thực là ông. Niềm hạnh phúc đó như được nhân lên khi cả 6 người con riêng của ông đều yêu quý và đối với bà rất chân thành, tình cảm. Cũng chính các con chồng đã động viên bà trở về nước hoạt động nghệ thuật sau thời gian dài sinh sống và định cư ở nước ngoài. Nhiều năm sau khi về nước hoạt động nghệ thuật, danh ca Giao Linh và ông xã đã mua một căn chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống. Kể từ khi thành vợ thành chồng, ông luôn sát cánh cùng bà trong bất cứ chuyến lưu diễn nào ở trong và ngoài nước, lo lắng tỉ mỉ cho bà từng miếng ăn, giấc ngủ, tư vấn cho bà từ bộ áo dài mặc lên sân khấu, rồi còn tự tay tìm mua hộp phấn, thỏi son để bà dùng. Các con riêng của ông đều thành tài và định cư ở bên Mỹ. Mỗi lần trở về Mỹ, vợ chồng bà lại luôn phiên ở nhà mỗi đứa mấy ngày như đi tour để cho vui và được gần với tất cả các con, các cháu. Còn các con của ông mỗi khi thu xếp được thời gian cũng lập tức về thăm ông bà. Bên cạnh đó, danh ca Giao Linh chia sẻ, các em của bà đều sống ở Canada. Vì vậy, ngoài việc đi lại giữa Mỹ và Việt Nam, vợ chồng bà cũng vẫn bay sang Canada khi có thời gian để thăm họ hàng, con cháu. Ở Canada, bà có một người con nuôi là cháu gọi bà bằng bác ruột, được bà nhận nuôi và mang sang đây từ bé nên lần nào về, ông bà cũng ở nhà người con này. Đặc biệt ở Toronto, gia đình bà vẫn duy trì 2 tiệm phở Linh và sắp tới có thể mở thêm cơ sở mới. Nhắc đến dịp hội ngộ, khán giả trong live show riêng Tình Bơ Vơ của danh ca Chế Linh diễn ra vào tối mùng 6 tháng 4 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nữ danh ca chia sẻ, bà và Chế Linh là 2 người bạn cùng thời, cùng lớp, cùng thâm niên và có rất nhiều thâm tình với nhau. Ngay từ khi mới bước chân vào nghề hát, bà đã rất cảm tình với giọng hát của nam danh ca Chế Linh vì ông hát rất rõ chữ, giọng hát nhẹ nhàng như hơi thở, khi cần cao thật cao, nhưng khi trầm cũng rất trầm. Điều thú vị là ông xã của Giao Linh lại rất hâm mộ Chế Linh nên lần này cũng rất háo hức đi cùng vợ ra Hà Nội để nghe ông hát. Tuy nhiên, danh ca Giao Linh hồ hởi chia sẻ, bà không thấy chạnh lòng hay tự ái về điều đó bởi bà tự nhận bản thân bà cũng ái mộ giọng hát của Chế Linh, nữ ca sĩ trẻ tuổi nhưng có gương mặt phẳng, khuất nét buồn. Trong giọng hát, lời ca đều chan chứa nỗi niềm tâm sự, khi nghỉ non, khi ai oán, khi hờn trách, lúc thì thầm. Chẳng thế mà người ta gọi bà là nữ hoàng sầu muộn, chất giọng khỏe khoắn đầy nội lực. Kỹ thuật được đào tạo bài bản dưới bàn tay vàng của Nguyễn Văn Đông giúp Giao Linh càng thăng hoa hơn trong âm nhạc. Bà liên tiếp cho ra mắt nhiều bài hát, những buổi biểu diễn đều kín vé. Giới mộ địa đua nhau săn lùng những hình ảnh của nữ danh ca. Có thể nói, trên bầu trời âm nhạc Việt Nam giai đoạn sau 1975, chưa một ca sĩ nào có được thành công vang dội như thế này. Giao Linh nhanh chóng trở thành hiện tượng làng nhạc. Bà là biểu tượng cho dòng nhạc trữ tình đậm chất lãng mạn, là thế hệ vàng của âm nhạc Việt Nam. Những ca khúc gắn liền với tên tuổi nữ danh ca có thể kể đến như Đom Đóm, Chiều Mơ Biên Giới, Mùa Sao Sáng, Không Bao Giờ Quên Anh, Tâm Sự Với Anh, Đêm Du Điệu Nhớ, Mùa Pen Xe Nở, Màu Tím Pen Xe. Tất cả đều là những tình khúc vang bóng một thời, những giai điệu sống mãi cùng năm tháng.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.